Các nhà thiên văn đang có được những hiểu biết mới về cách hệ mặt trời của chúng ta được sinh ra từ những quan sát về một vùng hình thành sao gần đó trong chòm sao Ophiuchus. Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Nature Astronomy. Vào những năm 1970, các nhà khoa học báo cáo đã tìm thấy hạt nhân phóng xạ tồn tại ngắn bên trong các thiên thạch. Họ nói rằng những nguyên tố này đã bị thổi vào hệ mặt trời bởi một ngôi sao đang nổ gần đó hoặc bởi những cơn gió mạnh từ một loại sao lớn gọi là sao Ubriet. Bây giờ, lần đầu tiên, các nhà khoa học có thể quan sát quá trình này trong thực tế. Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã kiểm tra các quan sát đa bước sóng về vùng hình thành sao ở Ophiuchus, bao gồm cả dữ liệu hồng ngoại mới, để tìm hiểu tương tác giữa các đám mây khí hình thành sao và hạt nhân phóng xạ được tạo ra trong một cụm sao trẻ gần đó. Các quan sát của họ bao gồm dữ liệu hình ảnh có bước sóng từ milimét đến tia gamma, cho phép họ hình dung dòng chảy của nhôm -26 từ một cụm sao gần đó hướng tới vùng hình thành sao. Để xác minh quan sát của họ, các nhà nghiên cứu đã tạo ra một mô hình của cụm sao gần đó. Chúng bao gồm các chi tiết về khối lượng, tuổi và xác suất nổ thành một siêu tân tinh của mọi ngôi sao lớn có thể tồn tại trong khu vực. Mô hình của họ cũng kết hợp sản lượng tiềm năng của nhôm -26 từ gió sao và siêu tân tinh. Từ mô hình của mình, họ phát hiện ra rằng mặc dù có 59% khả năng nhôm -26 được quan sát đến từ các siêu tân tinh, nhưng có 68% khả năng nó đến từ nhiều nguồn chứ không chỉ một siêu tân tinh. Tác giả đầu tiên của nghiên cứu, John Forbes, cho biết nhiều hệ sao mới sẽ được sinh ra với lượng nhôm -26 dồi dào phù hợp với hệ mặt trời của chúng ta. Nhưng sự khác biệt là rất lớn theo một số cấp độ của các hệ hành tinh, vì nhôm -26 là nguồn sưởi ấm ban đầu chính. Nhiều nhôm -26 hơn có lẽ có nghĩa là các hành tinh khô hơn, Joao Alves. Đồng tác giả của nghiên cứu cho biết không có gì đặc biệt về Ophiuchus như một vùng hình thành sao. Nó chỉ là một cấu hình điển hình của khí và các ngôi sao trẻ có khối lượng lớn. Vì vậy, kết quả của chúng tôi nên đại diện cho sự làm giàu các nguyên tố phóng xạ tồn tại trong thời gian ngắn trong quá trình hình thành sao và hành tinh trên dải ngân hà. Những thông tin chú ý khác, chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!